quý thầy cô về đêm văn nghệ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và ngày nhà trường 25 tháng 11. Hôm nay trong không khí vui mừng phấn khởi cùng với học sinh sinh viên trên cả nước thi đua học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, khoa công nghệ thông tin rất vinh dự được về dự lễ kỷ niệm đêm văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày thành lập trường 25 tháng 11. Mở đầu, em xin gửi tới quý vị đại biểu, quý khách quý cùng quý văn thần lâm, ban giám khảo và khán giả bài hát Đến với con người Việt Nam tôi thể hiện cho 35 nữ sinh viên khoa công nghệ thông tin. Đứng lui ra này đi, đứng lui ra. Thank you.
cái tốt của mình thật ý nghĩa. Chúng em xin hứa với các thầy cô giáo sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua học tập và rèn luyện thật tốt, phấn đấu trở thành công an trò giỏi, xứng đáng là giáo viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Tích cực hăng say hơn nữa cho học tập rèn luyện, hoạt động tập thể để đền đáp lại công lao to lớn của thầy cô, góp một phần nhỏ cùng các thầy cô giáo hoàn thành tốt năm học. Cuối cùng, em xin chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Em xin kính tặng các thầy cô giáo những tiết mục văn nghệ hay nhất, đặc sắc nhất mà chúng em cố gắng luyện tập ngày đêm để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng em đối với công lao trời biển của quý thầy cô giáo. Vâng, sau đây các công nghệ thông tin cho em gửi tới quý vị tiết mục nhịp sạp mùa xuân biên giới. Sạp đâu?